Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay anh xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Và sản phẩm bất động sản lần này em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là thuộc xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang nha tất cả anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư một miếng đất có diện tích khoảng 8.000 m2 nha, hơn 8.000 m2 tí nha tất cả anh chị. Lô đất này thì chủ sẽ tách thửa cho mình là ngang mặt tiền huyện lộ 40, ngang là 25m nha các anh chị, chạy dài vô một cạnh là 300m, một cạnh khoảng 320m nha các anh chị. Thì để một tí nữa em sẽ quét lên không ảnh cho tất anh chị, các nhà đầu tư xem rõ cái hình dạng lô đất như thế nào nha. Em xin nhắc lại nha, lô đất này thuộc huyện lộ 40 nha tất anh chị, xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Thì cách ngay chỗ chợ Bắc Đông ngã năm Hoàng Gia khoảng tầm 10 km nha. Cách thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang tầm 21 km. Còn cách chỗ chợ Phú Mỹ cũng tầm cỡ 8 km nha các anh chị. Còn cách cải lại á, ngay chỗ quốc lộ 1A cải lại chạy về các anh chị, khu vực cải lại mà về tới đất tầm chặng cỡ 37 km nha. Thì đối với các anh chị khu vực Sài Gòn mà muốn về xem và sở hữu lô đất này thì từ Sài Gòn các chị về tới đó cũng chẳng chạng cỡ 65 km nha. Đất này rất là thích hợp cho các chị về làm vườn nè, xây các nhà vườn, hoặc là các chị trồng cây ăn trái rồi đó các chị. Thì khu vực Tân Phước, Tân Hòa Đông này á, thì đa phần là trồng khóm nè, hoặc là trồng mít, hoặc là trồng bơ nha các chị. Các anh chị nào có kinh nghiệm về làm vườn á, mua sở hữu là ok luôn. Thì tổng diện tích hơn 8.000 m2 này với mặt tiền huyện lộ 40, ngang là 25m nha các anh chị. Rồi em sẽ không để cho các anh chị, các nhà đầu tư đợi lâu, em sẽ cập nhật giá bán chính chủ lô đất này luôn nha các anh chị. Thì tổng diện tích là 8.000 m2, huyện lộ 40, ngang 25m và có điện 3 pha luôn nha các anh chị. Chủ bán với giá là 2 tỷ rưỡi hết đất nha. Sản phẩm như thế này là rất là đẹp và cực kỳ dễ mua nha các anh chị. Thì những sản phẩm bên em mà tầm một mẫu 10.000 m2 á, dưới một mẫu là rất là hiếm luôn, nên các anh chị nào á, nhanh tay thì mình sẽ sở hữu nha các anh chị. Và những sản phẩm bất động sản bên em đều là sản phẩm chính chủ hết nha các anh chị. Thì ai đứng tên đất là các anh chị có thể gặp được ngay người đó nha. Thì ngay chỗ vị trí lô đất này thì giáp ranh với địa phận Long An nha, ngó quan sông là Long An nha các anh chị. Thì cách một cái con sông cũng rộng khoảng cỡ 25m nha các anh chị, tầm 20m. Thì con sông này rộng khoảng 20m nha. Xung quanh thì nhà cửa rất là nhiều, có nhà dân cho nên nó rất tiện cho các anh chị về làm vườn hoặc là xây các nhà vườn rồi đó. Có điện 3 pha luôn nha. Khi anh chị mua sở hữu thì sở hữu luôn cái mặt tiền bên ngoài nha, bên mặt tiền lộ thì còn ở mặt tiền sông nữa nha các anh chị. Thì các anh chị muốn làm nhu cầu gì đó thì tùy theo nhu cầu anh chị nha. Những cái sản phẩm mà dưới 10.000 m2 như thế này là rất là hiếm hoi luôn, nên các anh chị có nhu cầu á thì cứ liên hệ qua bên em, giá bán chính chủ là 2 tỷ rưỡi nha. Em xin nhắc lại nha, cách ngay chỗ chợ Bắc Đông á, ngã năm Hoàng Gia là khoảng 10 km, cách thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước tầm khoảng 21 km nha các anh chị. Cách chợ Phú Mỹ tầm khoảng 8 km. Cách quốc lộ 1A ngay chỗ cải lại chạy về á, thì tầm khoảng 37 km. Còn đối với các anh chị khu vực Sài Gòn thì về khoảng tầm cỡ 65 km nha. Em lấy mốc giáp ranh là Nguyễn Linh thì các anh chị có thể đi theo quốc lộ 1A về tới thành phố Tân An, hoặc là các anh chị có thể đi theo cao tốc về tới thành phố Tân An. Các anh chị quẹo vào quốc lộ 62 nha, mình chạy vào đường ngay chỗ Mỹ Phú đâu đó, cái chạy về chợ Phú Mỹ cũng được nha. Hoặc là các anh chị chạy về chợ, các chị chạy về thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước mình vòng về, hoặc là các anh chị có thể chạy về thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa. Đối với các anh chị
ở khu vực Đức Hòa thì muốn xem thì các anh chị cứ chạy về thị trấn Thạnh Hóa là cũng được nha các anh chị. Thì cách thị trấn Thạnh Hóa mình chạy qua ngã năm Hoàng Gia rồi mình về đất nha. Rồi trên màn hình các anh chị đây là cái hình dạng lô đất nha. Thì huyện lộ 40 là ngang là 25m nha, một cạnh là 300, một cạnh 320m. Thì phía sau nó nở hậu nha, do cái cạnh nó xéo nó nở lên nha các anh chị, tầm cũng khoảng 32m á. Nếu mà 25m thì tầm khoảng 32m nha các anh chị. Xung quanh thì nhà cửa dân đồ ở nên các anh chị rất là thích hợp về mình mua sở hữu để xây các nhà vườn đồ đó. Thì trên màn hình các anh chị đây là hướng bắc, hướng của lô đất nha. Các anh chị nào đang tìm kiếm một cái sản phẩm bất động sản phù hợp vào hướng bắc thì mua để sở hữu nè, làm vườn hoặc là xây các nhà vườn thì đây là một cái sản phẩm dành cho các anh chị luôn nha. Giá cực kỳ dễ mua luôn nha các anh chị, chỉ có 2,5 tỷ cho 8.000, hơn 8.000 mét vuông nha các anh chị. Do sổ này á, mình phải tách thửa ra nha, ngang là 25m nha các anh chị, để dành cho các anh chị, các nhà đầu tư mình mua sở hữu nha. Ở trên màn hình đó các anh chị, đây là ngay chỗ chợ Bắc Đông á, ngay chỗ ngã năm Hoàng Gia, thì tầm khoảng 10km nha các anh chị, rất là gần luôn. Và các anh chị cảm thấy sản phẩm này ưng ý phù hợp với mình thì các anh chị cứ liên hệ vào số điện thoại 0828367167 và gặp em là Quỳnh Thọ nha các anh chị, và em sẽ tư vấn cho các anh chị các nhà đầu tư những cái sản phẩm bất động sản nào phù hợp vào túi tiền, phù hợp vào hướng và phù hợp vào cái nhu cầu của các anh chị luôn nha. Và hiện tại bên em là còn rất là nhiều những sản phẩm bất động sản luôn nha các anh chị. Nói chung là sắp tới em sẽ sắp xếp thời gian quay nhiều sản phẩm bất động sản hơn để cho các anh chị có cái cách nhìn về những video bất động sản thực tế. Các anh chị xem rồi các anh chị ưng ý mình đi xuống xem đất và gặp chủ luôn nha, cho anh tiện nha các anh chị. Và hiện tại thì bên em đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những sản phẩm bất động sản theo cầu. Các anh chị đang có nhu cầu nè, tìm đất ruộng nè, đất mặt tiền, đất kho, xưởng bãi hay là tìm nhà thì cứ liên hệ qua anh em. Anh em sẽ cố gắng tìm kiếm cũng như là đáp ứng những sản phẩm bất động sản phù hợp cho các cả anh chị luôn nha. Và mỗi video em đều để mã số video hết nha tất các anh chị. Thì các anh chị đang ưng ý về sản phẩm nào nhớ alo anh em báo về mã số video để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đã bán nha tất các anh chị. Và các anh chị đừng quên bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh, và biết đâu đó các anh chị sẽ tìm được những sản phẩm bất động sản thật là ưng ý. Chúc cho tất các anh chị và các bạn, các nhà đầu tư sở hữu những sản phẩm bất động sản thật là đẹp, thật là VIP và với giá tốt nhất thị trường luôn nha. Em cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều.